Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 40k tóc cần NATO đến từ sàn NATO Swap. Thì để tham gia ngày hôm nay, các bạn click link mô tả như video mới đã start chatbot nữa. Rồi, website. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow John Green Group đi các bạn. Mình làm nhiệm vụ dễ trước đi. Rồi, các bạn bắt đáp lời, các bạn xuống tiếp kênh seller nè. Join team chat. Rồi, các bạn bắt đáp lời nè. Tiếp tục follow minimum đi các bạn. Ở dưới làm lên. Trên minimum nó thì các bạn follow nha các bạn. Rồi, để mình check qua dự án này các bạn. 5k follow. Thôi đi cài nữa mình cũng ấy đó. Tiếp tục các bạn copy hashtag này vào inbox, vào comment nữa các bạn. Tăng 3 người bạn vào. Rồi các bạn copy hashtag này các bạn. Bạn vào đây cũng follow Twitter và đi tiếp chứ comment các bạn. Cũng follow nè. Rồi các bạn like nè. Các bạn chỉnh dẫn cái bài viết đó ghim nha các bạn. Các bạn dán hashtag vào và tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat. Rồi các bạn bấm join này đớp các bạn, mình get được 40.000 tập cần có cái hiệu là NTO này các bạn. Tập cần này đang bán phi sale các bạn ơi. Rồi thì nhiệm vụ mình đã làm rồi nha các bạn, thì bấm vào mục submit tên. Rồi các bạn điền là username Telegram của bạn đã tham gia góp các bạn. Mình là A+ anh 5 số 2. Rồi mình gửi cho bot nha các bạn. Xài username là tôi mạng luôn. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile tới Twitter mình nha các bạn. Rồi trên Twitter cứ nhấp bao anh cùng nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Mình gửi lên cho bot nha các bạn. Tiếp tục các bạn gửi đường link profile minimum mình thì các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Bạn chạy xíu các bạn, lấy đường link minimum khó lắm. Các bạn nhấp vào ảnh avatar đen đen của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar mình cái nữa nha các bạn. Rồi nhấp vào ảnh avatar cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cánh cùng nữa. Các bạn sẽ chép liên kết nữa. Rồi bạn bắt đập lên nè. Các bạn gửi lên cho bot nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 thì các bạn sử dụng địa chỉ trên ví chocolate MetaMask nha. Các bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain mình. Rồi các bạn gửi support. Rồi các bạn bấm balance đi chết số cần mình kiếm được nha các bạn. Rồi withdraw cho ngày mấy các bạn. Bendin. Rồi, iGov này nó bắt đầu phân phối vào ngày 1 tháng 8 nha các bạn. Các bạn chịp lên ghép mình chia sẻ trong bè những cái thằng để kiếm thêm token nha các bạn. Ok, vì video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 40k token có hiệu là NTO đến đây kết thúc các bạn. Vì mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.